Em khai cho thầy biết nghĩa của từ beautiful. Dạ, beautiful là xinh đẹp đó thầy. Còn cái từ belle. Dạ, từ này em không biết thầy. Sao một cái từ dài như thế này mà em biết, còn cái từ ngắn ngủn em không biết nghĩa là sao? Để em mà trả lời được cái câu hỏi này á, tất cả đều đến từ khoa học nha các bạn. Ví dụ có một người nói cho bạn nghe về cái tên ha, ví dụ nói cho bạn nghe cái tên mà người đó không quan trọng đối với bạn, hoặc là người ta đọc cho bạn nghe cái số điện thoại, à, số điện thoại của người ta, các bạn chỉ nhớ người lúc đó thôi, các bạn lưu lại các bạn sẽ quên. Tại vì sao? Thì cái kiến thức mà vừa mới vô đầu của bạn á, nó sẽ vô cái thằng sensory memory, có nghĩa là cái ký ức mà lúc đó là chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà khi mà các bạn lặp lại thì nó sẽ nhớ lâu hơn, đúng không nè? Học từ vựng cũng vậy. Ví dụ cái từ đó là từ này đi ha, bell, cái từ hồi nãy mà không biết đó, thì bây giờ thầy cho bạn cái ví dụ, à, cái nghĩa của nó đó chính là cái thằng mà tiền bảo lãnh ha, bell, tiền bảo lãnh. Thì khi mà các bạn vừa mới nạp vô các bạn không nhớ, nhưng mà khi nói một cái á thì cái ký ức của bạn nè sẽ chiêu lên tới đây, các bạn sẽ nhớ ngay cái thời điểm mà vừa mới nói xong bell là tiền bảo lãnh. Nhưng mà nhiều khi tới 6 tiếng đồng hồ tới tối nay các bạn sẽ quên, à nó sẽ xuống nè. Khi mà các bạn á mà không ôn tập lại á, nó sẽ xuống tới đây luôn, có nghĩa là nó đi bụi luôn. Còn nếu mà các bạn á trong cái lúc này à nó chưa có quên hết á, các bạn lặp lại bell là tiền bảo lãnh thì nó sẽ lên lại. Và khi trong quá trình nó lên lại như thế này á thì cái khúc này á gọi là short memory, coi là ký ức ngắn hạn. Thì ký ức ngắn hạn à nó sẽ cũng quên nha, ví dụ 1-2 ngày nữa các bạn không môn nó sẽ xuống, nhưng mà nó không có xuống tới đây thôi. Nó, nếu mà các bạn không môn nó sẽ xuống hết. Và bây giờ các bạn ôm lại nè, nó sẽ lên lại chiêu và nó sẽ xuống, ôm lại xuống, ôm lại. Và khi các bạn ôm đủ lâu thì cái thằng short này nó sẽ chuyển sang một cái, nó chính là long memory. Thì các bạn sẽ nhớ mãi cái từ bell là tiền bảo lãnh, cũng giống như từ beautiful. Các bạn thật sự lúc mà các bạn học á, lúc trước các bạn quên rồi, nhưng mà do cái từ này nó xuất hiện tần suất quá nhiều, từ xinh đẹp mà, đúng không nè, beautiful, beautiful, thì các bạn sẽ nhớ từ beautiful là xinh đẹp. Chứ thật sự nha, bell và từ beautiful nè, mấy bạn nhìn thử nè, thấy không, từ này ngắn ngủn mà, từ này là beautiful, nó quá dài nhưng mà các bạn vẫn thuộc đó, cái vấn đề nằm ở đó. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mấy bạn gọi là kỹ từng chi tiết, hướng dẫn tận răng luôn nha. Và mấy bạn mà mới học á, các bạn sẽ lên cái thằng mà trên YouTube, các bạn gõ Easy English nè. Đây là một cái gọi là kênh rất là hay. Bạn bấm vô video, các bạn muốn học từ vựng đó, các bạn vô video, hay lộn, quên, vô danh sách phát, bạn bấm phần vocabulary. Vô bây giờ mấy bạn coi ha. Vô qua đi. À, từ vựng về những cái nơi, ví dụ từ school bạn biết rồi thì thôi. Children come to school to learn. Rồi, bây giờ children come to school to learn. Mấy đứa trẻ này đến trường để, ấy da, bạn không biết từ này, bây giờ bạn làm cái gì? Thứ nhất, đây, bạn ghi ngày hôm nay nha, ví dụ như ngày 1 đi cho dễ, số 1 đúng không? Mấy bạn ghi thầy chữ learn, các bạn chưa biết nghĩa. Bây giờ các bạn sẽ vô tra cái thằng mà, thứ nhất, bạn vô Google dịch trước, đừng có ngại ngùng nha. Tôi dịch ra một từ cũng ok lắm, mấy bạn thấy chữ learn, học, ok. Bây giờ mấy bạn sẽ qua bên cái thằng mà Oxford Learner's Dictionary. Từ điển này giúp cho các bạn rất là nhiều. Rồi, mấy bạn bấm từ learn. Rồi, bấm xong đúng không? Các bạn sẽ thấy ở đây là có từ này nè, L. Các bạn thứ nhất, việc đầu tiên các bạn làm đó chính là các bạn đọc cái thằng phiên âm. Mà muốn biết đọc phiên âm thì các bạn hãy xem tất cả những cái tập về phát âm của thầy. À, thầy sẽ làm cho các bạn coi phần này. Er nè, er. Với er nè, er. Cộng với n nè, earn. Cộng với l, learn. Rồi. Learn. Learn. Mình học cái màu đỏ thôi nha. Màu đỏ là North America, là Bắc Mỹ. Còn cái thằng mà BRE này là British, là giọng Anh nè. Learn. Mình không học. Rồi, để á các bạn học từ vựng gọi là phát triển cực kỳ nhanh, 3 đến 6 tháng các bạn sẽ biến thành một con người khác. Không phải cam kết, nhưng mà thật sự nếu mà làm theo cách này các bạn học từ vựng rất là nhanh. Và các bạn có thể dùng từ vựng đó và có thể giao tiếp luôn, có thể ghi một cách ok. Các bạn nhìn xuống dưới các bạn sẽ thấy đó chính là cái khúc này nè, cái khúc nó giải thích này nè. To gain knowledge or skill by studying. Phải get from experience, phải from being taught, phải etc. Có thể các bạn mới học các bạn không biết cái phần này, nhưng mà cái phần này các bạn nên học. Đó là to gain knowledge
or skill by studying from experience. Các bạn nhìn vô các bạn đọc, các bạn chưa biết đọc đúng không? Các bạn làm gì? Các bạn copy nguyên cái đống này nè. Đấy, các bạn copy. Các bạn sẽ paste vô trong cái thằng quỷ này. Gain knowledge or skill by studying from experience. Được không các bạn? À, đạt được kiến thức hoặc kỹ năng bằng cách học tập từ kinh nghiệm. Rồi, nếu mà các bạn theo cái cách truyền thống của bạn á, các bạn ghi chữ learn, các bạn ghi chữ V, hai chấm, các bạn ghi là học, thì cái việc mà học tiếng Anh của bạn chỉ dừng lại tới đó thôi. Các bạn không phát triển được nữa. Và một tháng sau, hai tháng sau các bạn sẽ quên. Và bây giờ các bạn sẽ học. Học đúng không? Các bạn ghi tiếp, ghi cái định nghĩa tiếng Anh vô á. Các bạn ghi là, bây giờ thầy ghi chữ rất là xấu nha, knowledge, chứ thật sự chữ thầy đẹp lắm nha. Chữ thầy như gồng bay phượng múa, rất là đẹp. À, giả bộ ghi chữ xấu xấu để cho nó nhanh. From experience. Rồi, ok. Bây giờ cái bước số 1, bạn làm cái gì? Bạn bây giờ bạn gặp với cái từ bạn học đúng không? Learn nè. Và cái việc mà quan trọng nhất đó chính là bạn ghi cái nguyên âm, cách phát âm của nó trên là learn. Tại vì những cái này các bạn không cần ghi hết đâu, các bạn ghi cái thằng nguyên âm thôi là các bạn sẽ biết đọc. Đúng không? Learn. Còn không biết đọc cái này làm ơn xem clip thầy lại nha anh em. Rồi, các bạn thấy chữ học đúng không? Gãy nó. Các bạn sẽ thấy là gain knowledge or skill. Skill ví dụ biết đi là kê gãy nó, còn knowledge không biết nè. Mình học nguyên cụm luôn nha, đừng có học tách ra nha. Ví dụ nè, đạt được kiến thức. À, lúc đó mình lại học thêm được một từ vựng nữa. Ấy, hai từ vựng nữa, gain knowledge, ok. Và by studying, by nè, cộng verb in nè, thấy không? Mình không học ngữ pháp nhưng mà mình nhìn ghi nó quen. By studying, from experience. Ví dụ từ này không biết, mình có thể ghi với là kinh nghiệm. Đó, mình học một từ nhưng mà mình biết thêm những từ khác. Mình lại có sự liên tưởng nữa à. Học chính là mình đạt được kiến thức hoặc là kỹ năng bằng việc học hành nè, từ những cái kinh nghiệm đó, thấy chưa? Và để bước số 2, để các bạn mà nhớ cực kỳ lâu hơn cho cái kiến thức của mình, đó chính là các bạn hãy đặt câu. Mình ghi, tôi ghi đặt câu ở đây nha. Các bạn không cần ghi cái khúc này, đặt câu. Ví dụ có từ learn, bạn biết sơ sơ về tiếng Anh ha, mà nói là à, tôi muốn học, I want to learn. Bây giờ bạn đang muốn học cái gì thì bạn hãy suy nghĩ trong đầu. Ví dụ tôi đang học tiếng Anh nhưng mà tôi muốn biết thêm tiếng Trung. I want to learn Chinese. Những phần hai là Chinese. Right? I want to learn Chinese. Right? Được bạn. Tương tự các bạn cứ đặt tiếp. À, sau đó bạn đặt xong bạn sẽ I want to learn Chinese. Rồi, đặt thêm một câu nữa. Tốt nhất là các bạn đặt 2 cho đến 3 câu. Còn không thì các bạn đặt hai câu là ok. Như có từ learn nữa, bạn không muốn học Chinese đúng không? Nó nói là I need to, tôi cần học nè, I need to learn guitar. Đấy, ví dụ tôi muốn học guitar để làm gì? Để ví dụ cua gái đi. Cua gái bạn chưa biết đúng không? To flirt with. Vậy làm thế nào để mình biết được từ flirt with này? Có hai cách. Flirt with girl, quên, cô gái mà. Cái thứ nhất là các bạn hỏi thầy. Nếu mà các bạn có đi học có hỏi thầy. Cái thứ hai là các bạn có thể tự tra làm cho các bạn coi luôn. Các bạn lên cái Google dịch đúng không? Các bạn chuyển nó thành tiếng Việt. Các bạn ghi là cô gái. Các ghi là cô gái. Ủa? À, cô gái không được. Vậy là mình phải nói đúng cái từ mà gọi là. Má sao bấm không được chữ kia vậy? Để chút. Mà phải bấm là chữ tán tỉnh. Đấy, flirt. Đấy, flirting. Tán tỉnh gái đi. Đấy, flirting with girl. Đó, các bạn thấy flirting with các bạn tán tỉnh gái đúng không? Các bạn thấy là flirting with girls. Thì khi các bạn bỏ vô đằng sau to, các bạn sẽ cộng với lại một cái verb không nè. Sẽ là to flirt with girls. Đó, thấy chưa? Học guitar để tán gái. I need to learn guitar to flirt with girls. Thì trong lúc đó cái não của mình á, nó sẽ nhớ được cái từ learn. Đấy. Đó, ngoài ra các bạn có thể dùng những cái màu sắc nè để học những cái từ vựng mới luôn. Các bạn có thể ghi là gain knowledge nè. Rồi gain knowledge ha, các bạn có thể ghi từ số 2 của các bạn đó là từ knowledge. Ok, các bạn vẫn tương tự, các bạn search ở trên đây nè. Các bạn thấy chữ knowledge. Nó hay ở chỗ của cái này á, các bạn double click vô nó sẽ ra từ knowledge nè.
các bạn ghi chữ honor và chỗ này là knowledge. Đó, tương tự các bạn ghi là kiến thức. Đấy, bằng việc học này các bạn có thể biết được nhiều từ vựng hơn và biết cách sử dụng. Và cứ như thế từ số 3, từ số 4. Rồi, bây giờ cái này tới quan trọng. Bây giờ cái này là ngày số 1 đúng không? Các bạn học xong các bạn nhớ lúc đó, nhớ không? Nhưng mà các bạn chưa có chuyển nó thành cái mà short memory được. Tới cái ngày số 2 hoặc là buổi tối hôm đó đó các bạn học tiếp, các bạn sẽ phải ôn lại một lần cái này. Và các bạn học tiếp bài số 2. Cái việc ôn này chỉ cần xuất hiện 5 phút, 10 phút là được. Không cần thiết phải học quá sâu, 5-10 phút. Đấy, là các bạn học bài 2. Bài số 3. Sau đó các bạn sẽ học cái bài số ôn lại bài thứ nhất. Tiểu, các bạn học số 3 đúng không? Bài số 3 các bạn sẽ ôn lại bài 2 và bài 1, 5 phút, 10 phút, cứ như thế liên tục. Các bạn sẽ nhớ. Và bây giờ ok, nè đây là một cuốn tập nè, show cho các bạn xem nè, phương pháp học nè, y chang các bạn thôi. Đây là cái tựa đề ha, đó, thầy thích vẽ mấy cái tùm lum màu sắc đồ nè. Rồi các bạn ôn lại, ví dụ bài số 1 học xong đúng không? I chew a pack of gum. Đây là cái tựa đề thôi, các bạn search trên YouTube cũng ra. Đấy. Thấy chưa? Số 3 nè. Khi mà học bài số 3 các bạn sẽ xem lại 1, 2 thì cái não các bạn sẽ nhớ. Đó, có mũi tên nè. Rồi, thầy rất là hy vọng những cái gì mà thầy nói hôm nay có thể giúp được cho các bạn. Nhớ nha, mọi cái kiến thức, mọi cái kho báu mà trên cuộc đời này đều cần phải siêng năng mình mới có được. Không có cái nào đến dễ dàng. Dù cho các bạn có mua app, dù cho các bạn có tuyển thầy rất là giỏi dạy các bạn không siêng năng thì các bạn cũng dở. Tại vì sao? Tại vì Huấn Hoa Hồng có nói, có làm mới có ăn, còn không làm thì ăn đâu.